xin chào các bạn đến với kênh channel Hasuko USA. Các bạn ơi, ngày hôm nay mình chia sẻ với các bạn là vì sao mình lấy chồng Mỹ. Mình lập gia đình cũng khá muộn nha các bạn. Và trong cái kênh channel Hasuko USA của mình chia sẻ rất là nhiều cái thông tin khuyến khích các chị em là hãy mạnh dạn tìm bạn trai Tây trên mạng và tìm cơ hội đến Mỹ. Và mình cũng hay nói đùa rằng với người phụ nữ đi được đến Mỹ thì rất là dễ nếu như đó là người phụ nữ độc thân. Nhưng mà rõ ràng là các chị em của chúng ta, nhiều các chị em vẫn còn rất là e ngại và nhiều sợ hãi. Thì có thể là cái văn hóa Á Đông và cái cuộc sống của cái người phương Đông thì nó luôn luôn kín đáo, và nhất là vấn đề tình cảm, cho nên là các bạn còn e dè. Và hôm nay mình chia sẻ cái câu chuyện của mình là tại sao tôi lấy chồng Mỹ, để làm cho các chị em có thêm động lực để tìm kiếm cơ hội cho mình nếu như các bạn chưa thực sự tìm thấy hạnh phúc ở Việt Nam. Còn nếu như các chị em nào đã gặp được một Mr. Dry ở Việt Nam thì chúc mừng các anh chị. Tại vì rõ ràng là mình đã thấy rất là nhiều bạn bè của mình là có được cái hạnh phúc với người đàn ông Việt Nam, chứ không phải riêng gì là mới lấy Tây mới hạnh phúc. Nhưng mình chỉ muốn nói rằng là những người chị em nào đang dang dở hôn nhân hoặc là chưa tìm thấy hạnh phúc với người đàn ông ở Việt Nam thì có thể mạnh dạn tìm kiếm cơ hội cho mình. Và các bạn ơi, cái tuổi đời của mình lập gia đình cũng khá là muộn, rất là muộn đấy. Và mình cũng xin phép không có nói tuổi, tại vì phụ nữ rất là sợ nói tuổi, nhưng các bạn biết là mình cũng khá lớn rồi đúng không? Rồi thì mình kết hôn vào, tính ra là mình làm hồ sơ là từ hồi năm 2017, thì đến đầu tháng 8 2018 là mình đến Mỹ. Rồi mình kết hôn ở Mỹ là ngày 20 tháng 9 2018. Và cái ngày phỏng vấn thẻ xanh của mình là 29 tháng 4 2019 vừa rồi. Có nghĩa là sau một thời gian ở Mỹ thì cuối cùng mình đã có một cái buổi phỏng vấn rất là tốt, và một tháng nữa mình có thẻ xanh. Vậy thì tương lai mình sẽ là công dân Mỹ. Thì cái đó là cái điều mà mình cảm thấy rằng mình không có cái gì hối tiếc về cái việc đến Mỹ cả. Còn cái việc lấy chồng thì có hối tiếc hay không? Xin thưa với các bạn rằng là ông xã của mình không phải là một người đàn ông theo kiểu là romantic như những cái chàng trai trong phim Hàn Quốc, hoặc là những chàng trai châu Âu rất là romantic. Mà nói chung là ông xã mình không phải là cái người lãng mạn, nhưng ông xã mình lại là một cái người thực tế, thông minh và hài hước. Anh ta rất là hài hước, và mặc dù là không phải là người lãng mạn, nhưng anh ta nghĩ là anh ta từ lúc quen đến bây giờ anh ta tặng hoa cho mình được đúng một lần, nhưng mà anh ta lại rất là thực tế. Như chẳng hạn như là khi mình mới đến Mỹ thì trước đó mình cũng chia sẻ là mình rất là thích đàn guitar. Thế là anh ta đã, lúc đấy thì trong túi cũng đang có tiền, thế là dẫn mình đi mua một cây guitar $500 luôn, rồi mua thêm một cái cây này thì chỉ có $100 thôi đó. Cho nên là cái người thực tế thì mình thấy rằng là cái biểu hiện của họ nó có một cái gì đó và mình cảm thấy cũng rất là hạnh phúc về điều đấy. Cho nên là cũng không phải là cần phải nhiều quá lãng mạn trong cuộc sống hôn nhân đâu các bạn, miễn là cuộc sống của hai bạn cảm thấy rằng là đã xác định đây là cái người đồng hành của mình để cùng chia ngọt sẻ bùi với nhau, thì đấy là cái điều quan trọng. Và khi đi kết hôn thì ông xã, trước đó ông xã có nói là chúng mình sẽ không bao giờ ly hôn với nhau, tại vì mình biết là trước đây ông xã mình cũng đã có một cái đời hôn nhân trước, cái người vợ trước của anh ta là một người Nga rất là đẹp nha các bạn, vợ cũ của anh ta rất là đẹp. Thì có thể là cái người Nga sống ở Mỹ thì nó cũng có khá nhiều cái trở ngại, và cô ta cũng có nhiều cái vấn đề về nỗi nhớ nhà. Rồi nói chung là cái người Nga sống ở Mỹ chắc chắn là nó không có nhiều cái thuận lợi, cho nên cuối cùng thì hai người đã chia tay. Và có thể là cái sự chia tay đó để cho anh ta cũng rất là nhiều cái tổn thương, tại vì ai cũng vậy thôi, trong cuộc sống hôn nhân khi chia tay chắc chắn là sẽ có tổn thương. Và hai người thì cũng chưa có con cái, bản thân mình thì lập gia đình muộn cho nên mình cũng chưa có con cái, cho nên hai đứa mình đến với nhau thì mình thấy rằng là cái việc đến của mình nó rất là hoàn toàn tự nhiên. Những ai mà đã là bạn của mình thì thấy rằng là cái cuộc tình của mình với cái anh chàng Carlos này, một anh chàng là người gốc Ấn nhưng mà đã được mẹ một người Canada nhận nuôi và đã đưa về Mỹ, cho nên là mặc dù là anh ta sinh ra ở Ấn, nhưng cái sinh hoạt và
mọi cái cuộc sống của anh ta nó theo người Mỹ, và anh ta cũng không nói được tiếng Ấn Độ, anh ta cũng không nói được tiếng tiếng Việt, có nghĩa là anh ta như một người Mỹ, chỉ có hình vóc là của một người châu Á. Thì gia đình của mình, vậy là gia đình của mình là một gia đình châu Á. Và mình thấy rằng là khi mình gặp được anh chàng này thì mình thấy tất cả bạn bè của mình đều khen anh ta là một cái người chân thật và tốt bụng. Thì đúng là như vậy, anh ta rất là thực tế và rất là thông minh, và anh ta tính toán những cái mọi việc rất là nhanh, và nó một cái là có nghĩa là người ta sống rất là căn cơ, theo kiểu người ta có tính toán, chứ không phải là người ta sống là chỉ biết ngày hôm nay không biết đến ngày mai. Mà các bạn cũng biết rằng là nếu mà chúng ta lập gia đình với một cái người á mà không biết tính toán thì nó sẽ, nói chung là chúng ta sẽ rất là khổ. Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, đấy là cái câu mà cái châu văn hóa phương Đông nó đã mặc định là như vậy. Và mình thấy điều đấy cũng không hề sai. Một cái người phụ nữ mà có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc thì chắc chắn là các bạn cũng sẽ thấy nó cũng là một cái phần gì thiếu hụt trong cuộc đời của các bạn. Và mặc dù mình lập gia đình trễ thì mình thấy mình có một cái kết quả hôn nhân như ngày hôm nay, mặc dù nó không romantic như là phim Hàn Quốc hoặc là những anh chàng rất là đẹp trai ở châu Âu, nhưng mà rõ ràng chính cái thực tế và cái sự thông minh và hài hước của Carlos làm cho mình cuộc sống mình rất là vui. Thì hai đứa mình nó cũng giống như là hai cái bọn trẻ trẻ em lâu năm á, có nghĩa là thân xác thì là người già nhưng mà tính cách thì vẫn có cái gì đó rất là trẻ con, trêu đùa nhau nhiều cái rất là hài hước. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn về cái việc là tại sao mình lấy chồng Tây. Thì cái sự việc của mình thì nó đơn giản là mình muộn chồng ở Việt Nam các bạn, gần như người ta gọi là ế thâm niên. Mặc dù trong cái thời gian mình chưa lập gia đình, mình vẫn là một cái người phụ nữ rất là tự tin, năng động, vui vẻ, chứ không phải là chúng ta trong một cái bộ dạng giống như là những cái bà cô ế chồng. Mình thì không phải là như vậy. Cho nên là mình mới nói với các bạn rằng là cái người phụ nữ quyến rũ là cái người phụ nữ tự tin và tự chủ trong cuộc sống của các bạn khi các bạn ở một mình, chứ không phải các bạn đang ở bên cạnh một người đàn ông nào đó rồi các bạn mới là người phụ nữ quyến rũ. Và khi các bạn tự chủ trong cuộc sống như vậy á, thì các bạn sẽ dễ dàng tìm kiếm hạnh phúc cho các bạn. Và kinh nghiệm từ cuộc sống của mình, trước khi lập gia đình mình đã đặt ra một cái câu như thế này: nếu như mình chưa lập gia đình thì những cái người đã lập gia đình sẽ nhìn vào cái cuộc sống độc thân của mình mà ao ước. Rồi khi mình lập gia đình thì những người chưa lập gia đình nhìn vào cái cuộc sống hôn nhân của mình sẽ ao ước. Thì cuộc sống của mình nó không phải là xa hoa hay là hàng hiệu hay là quá sang trọng như là những cô người mẫu diễn viên hay là những người giàu có. Nhưng mình thấy rằng là cái cuộc sống của mình nó vui vẻ, mình được làm những cái gì mình thích. Ngay cả khi mình kết hôn mình vẫn được làm những cái gì mình thích. Và cuộc sống thì chính cái thực tế của người Mỹ, và ông xã mình cũng là cái người rất là thực tế và tính toán trong cuộc sống để cho cuộc sống nó không bị thiếu trước hụt sau, thì chính cái sự thực tế đấy đã đảm bảo cho mình an tâm để mà mình bắt đầu tiếp tục cố gắng, bắt đầu tiếp tục hòa nhập với cuộc sống của Mỹ. Và để mà chọn lựa được một người như vậy cũng có thể là mình đã đủ duyên, chứ còn nhiều khi chúng ta có thể là chúng ta cũng trang bị cho chúng ta nhiều kiến thức, nhiều kỹ năng, thì đấy là một cái điều kiện thuận lợi để các bạn dễ dàng tìm kiếm được một cái người phù hợp. Nhưng ở chữ trong cái về cái phương Đông của chúng ta nó có một cái chữ rất là hay là chữ duyên. Nhưng nếu mà chúng ta cứ ngồi một chỗ thì chắc chắn là cái chữ duyên đấy nó cứ vẫn treo ở đâu đó ở trên một cái cành cây, mà chờ tới mùa quýt rụng sang năm thì nó mới rụng xuống được, đúng không các bạn? Và vậy thì chúng ta đừng, các chị em phụ nữ phương Đông ơi, các chị em phụ nữ ở Việt Nam ơi, thay vì chúng ta ngồi chờ duyên đến thì chúng ta hãy tự tạo cho chúng ta cái duyên. Tại vì nếu như chúng ta không hành động thì không bao giờ chúng ta đạt được cái chúng ta muốn. Mình vẫn hay nói rằng hành động là sức mạnh. Và cái mà mình có được ngày hôm nay, ngay cả hạnh phúc, hôn nhân hay tất cả mọi thứ, mình thấy rằng đều là do cái sự cố gắng của mình. Khi mà mình muốn lấy chồng nước ngoài để đi nước ngoài thì mình tìm kiếm bạn trai trên mạng. Nó đơn giản là như thế thôi. Và có thể là mình là may mắn,
mình đã gặp những người bạn trên mạng nó rất là chân thành. Thì trong một cái video mình có chia sẻ là mình đã làm quen bạn trai trên mạng như thế nào, nghĩa là tôi đã tìm cơ hội định cư ở Mỹ bằng hôn nhân như thế nào. Thì cái video đó là cái thời kỳ sơ khai đầu tiên mình làm video, có thể là âm thanh và chất lượng nó chưa tốt nhưng mình vẫn chia sẻ với các bạn, tại vì đó là những cái tâm tình rất là thật của mình. Và ngày hôm nay thì mình lại muốn chia sẻ tiếp là tại sao tôi lấy chồng Tây. Thứ nhất là vì tôi ế, nó đơn giản là như vậy. Nhưng mình muốn nói thêm là khi mình ế, mình vẫn là một người năng động, tự tin, vui vẻ. Và đến ngày hôm nay thì mình thấy rằng mọi cuộc sống của mình, mình thấy rằng rõ ràng tất cả đều phải là sự cố gắng của mình. Và người Mỹ cho mình một câu rất là hay là sự thành công không đến từ may rủi mà đến từ sự nỗ lực của bản thân. Vậy thì hạnh phúc của một người phụ nữ cũng vậy. Cho nên các chị em phụ nữ ơi, từ cái gương của mình, mình thì chỉ là một người bình thường chứ không có cái gì là quá xuất sắc. Nhưng rõ ràng cuộc sống của mình thì nếu như các bạn đã từng xem cái tâm sự Việt Kiều thoát nghèo rất mùng tươi ra sao của mình, thì các bạn hiểu rằng mình đã khởi điểm bằng một con số zero. Và đến ngày hôm nay mình có được những cái như là mình, ít nhất là mình có được một cái thẻ hành nghề luật sư ở Việt Nam. Và sang Mỹ khi mình đã sang khá lớn tuổi, lập gia đình cũng khá lớn tuổi, nhưng mình lại tiếp tục đặt ra những kế hoạch mới. Và cuộc sống của mình luôn luôn là mình ít khi mình so sánh mình với người khác, mà mình chỉ so sánh là tôi của ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua của tôi, là tôi ok và mình hài lòng với những cái gì mình có. Thì mình thấy rằng cái bí quyết hạnh phúc nó rất là đơn giản. Nó đơn giản lắm các bạn. Nó chỉ đơn giản là chúng ta không so sánh, chúng ta yêu mến bản thân chúng ta, rồi chúng ta hãy là người phụ nữ tự chủ, quyến rũ, chủ động tìm kiếm hạnh phúc cho mình, biết mình muốn gì. Đừng bao giờ là một cái cô gái ngồi dưới gốc sung chờ sung rụng, hay là quá nhiều sợ hãi, bảo rằng nếu mà tôi lên trên mạng tôi sợ bị lừa đảo. Nếu như các bạn có kiến thức, có kỹ năng thì các bạn cũng không bao giờ bị lừa đảo. Và trên kênh channel của mình, mình cũng đăng rất là nhiều cái thông tin cách nhận diện bạn trai lừa đảo trên mạng. Có thể lúc đó mình quay bên ngoài âm thanh nó chưa tốt lắm, thì sau này mình sẽ làm lại hoặc là mình sẽ live stream về cái chủ đề đấy đối với các bạn, để các bạn nhận dạng rõ hơn. Vì là người phụ nữ phải thương yêu người phụ nữ, tại vì mình hiểu được là cái người phụ nữ Việt Nam hay là người phụ nữ phương Đông, nó có rất là nhiều cái kín đáo về tình cảm mà người ta khó bộc lộ. Cho nên chính vì như vậy họ thường ở cái thế là chịu đựng, chịu đựng, rồi cuối cùng là cái hạnh phúc nó nhiều khi người ta phải thốt lên một câu là hạnh phúc như cái bóng ma, nghĩa là nghe rất nhiều nhưng mà sờ thấy thì không thấy. Thì các bạn ơi, cái thời buổi hiện đại rồi, chúng ta phải thay đổi suy nghĩ. Đời thay đổi khi ta thay đổi. Nhưng mình ngày hôm nay mình lập gia đình rất là trễ nha các bạn. Mình không dám nói tuổi của mình, nhưng những bạn bè nào mình thì chắc chắc biết mình là khá lớn tuổi. Và cuối cùng thì hóa ra là mình lập gia đình muộn, nhưng mà cuối cùng mình thấy rằng rất là hài lòng. Vì trong cái tuổi trẻ của mình đã được thoải mái sống đúng theo cái đam mê của mình. Mình cũng đã giúp đỡ gia đình của mình, rồi mình tận hưởng cái cuộc sống độc thân khá thú vị của mình. Mình đi nơi này, mình làm cái kia. Và khi mình lập gia đình thì mình lại đến Mỹ và mình lại tiếp tục một cái hành trình mới. Thì rõ ràng cuộc sống thú vị hay không là do bản thân chúng ta tạo ra. Cho nên là cuộc đời không cho chúng ta phép màu thì chúng ta hãy tạo ra phép màu. Cho nên các chị em phụ nữ hãy mạnh dạn, hãy dạn dạn tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Hãy là người phụ nữ độc lập, tự chủ, quyến rũ. Mình đã có một cái video là cách làm cho phụ nữ quyến rũ, các bạn có thể tìm xem, hoặc là sau cái video này mình sẽ gửi cái đường link ở phía dưới để các chị em nào muốn tìm bạn trai trên mạng này, muốn lấy chồng Tây như mình này, thì có thể là sẽ vào những cái video mình chia sẻ về cách làm quen bạn trai trên mạng, cách nhận diện bạn trai lừa đảo trên mạng, rồi cách làm cho chị em phụ nữ quyến rũ, ví dụ như vậy, để các bạn mạnh dạn hơn. Và thậm chí có những cái video mình còn kêu gọi, khuyến khích các chị em hãy mạnh dạn hơn. Thì tất cả những cái điều mình làm là cũng muốn tạo cho các bạn mạnh dạn hơn và các bạn tự chủ hơn cho cuộc sống của các bạn. Và ngày hôm nay mình hứng lên mình nói một cái chủ đề là tại sao tôi lấy chồng Tây. Chồng Tây của tôi thực ra hình vóc thì là châu Á, nhưng mà hình vóc thì là châu Á, nhưng mà bên trong và cái cuộc sống rồi cái mọi cái sinh hoạt là người Mỹ, và anh ta cũng chỉ nói tiếng Mỹ, anh ta cũng không nói tiếng Việt Nam. Và các bạn ơi, cho nên là từ cái câu chuyện của mình thì các bạn hãy cứ mạnh dạn tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Và mình cảm thấy rằng là cái mọi thứ trên đời này rõ ràng là chúng ta đừng nhờ và đừng dựa vào sự may rủi, mà chúng ta hãy dựa vào bản thân của chính chúng ta. Điều đúng đắn nhất trong cuộc đời này là chính chúng ta cứu chúng ta trước mọi vấn
đề. Chứ chúng ta đừng chờ đợi, đừng chờ đợi một phép màu nào đấy, mà chính chúng ta hãy tạo ra phép màu cho chính chúng ta. Thì ngày hôm nay mình chia sẻ một vài đôi điều như vậy. Mình rất cảm ơn các bạn đã xem video. Và các bạn ơi, hàng ngày mình đều có những cái buổi livestream trên YouTube vào lúc 8 giờ sáng ở Mỹ, và có nghĩa là 8 giờ tối ở Việt Nam. Rất là nhiều chủ đề, mỗi ngày mình sẽ có nhiều chủ đề chia sẻ với các bạn. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn. Và các bạn ơi, các bạn đừng quên like và subscribe cho kênh Hasuko dưới đây của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.